Đây nhá bác Hải nhá, em cho một cụ bùa lão 40 năm kinh nghiệm trong nghề. Háo ra chỉ lấy mỗi cái mê ơ này không, lấy mỗi mê ơ thôi, bỏ vành cái đua ra. Đấy, để vào cái vành bút cho bác nhá, đây này. Đấy, rồi. Đây này. Nếu đúng ra này, em lười ấy, là em chỉ lắp cái mê ơ không thôi, mê vành vào như đây này. Cái bộ nào nào bác nó quá đẹp, anh nhìn thấy chưa, nó quá đẹp. Mê vành nó quá đẹp nên em chỉ đổ mê ơ không thôi. Như người khác em đổ cả vành cả bánh đấy. Nhưng thôi, em chấp nhận nó mất thời gian một tí, em làm tặng bác. Đấy đang rỡ đây rồi. Đấy nhá, đang rỡ đây rồi. Tặng bác luôn đấy nhá. Đấy. Anh yên tâm luôn, vì bác đã tin em như nào em sẽ làm như thế. Tiếc là hôm nọ anh em mình không gặp nhau ở trong hội thảo thôi. Đấy, con cửa hàng em đây bác này. Có bác xem qua biết rồi, nhưng mà hôm nọ bác mua được con này quá đẹp luôn, ở biển Hà Nội. Đấy, anh nhá. Ok đây, đây một dãy xe như em ngoài này, bác nhìn thấy rồi này. Đấy, một dãy xe ngoài này nữa. Thì bác yên tâm, riêng chơi show in gặp em thì bác chỉ cần thích thôi là được. Còn mọi việc em nói hết. Đấy, mọi việc em nói hết. Em tặng luôn nhá, em kiểm tra này, em tặng bác thêm đôi tay nắm zin nhá. Đôi tay nắm này mới nhưng mà người ta vào hàng lô 11 đây này. Em tặng bác tôi nắm zin cầm vào nó êm ái nhá. Vì bác đã tử tế với em thì em sẽ tử tế lại. Thật lòng luôn đấy, đây này. Đấy, bác nhìn này, đồng hồ đẹp không? Đấy, đồng hồ quá đẹp luôn. Đấy, có nghĩa là em mua của dân như thế nào thì em mang như thế. Chứ nhiều anh em trên mạng ta không hiểu ấy. Người ta bảo là ui cái này lô kia lô, nhưng mà thực chất này em không muốn nó lô đâu. Đấy. Em tặng bác luôn đôi tay nắm này nhá. Tay nắm zin luôn. Tặng đôi nắm zin luôn, bác cầm vào nó khác hẳn luôn, êm ái luôn. Đấy, đấy vành ra rồi, còn em đang tháo ra đây rồi. Đấy. Xong là vệ sinh rửa sạch sẽ nhá. Cái gì cảm thấy nó chưa chuẩn chỉnh lại cho bác ấy. Đấy, vì bác đã chuyển đủ tiền như thế. Cái chuyển đủ tiền ấy là người ta bằng lương tâm thì người ta chuyển đủ tiền thôi. Thì thực chất mình bù đắp lại tất cả mọi thứ. Vì người ta tin tưởng mình thì mình tìm những cái gì còn ngon nhất mình vào cho người ta. Đấy là cái uy tín của Trung Kiên Mô Tô. Đấy, cảm ơn bác Hải nhá. Đấy, hứa với bác hôm nào mà bác về đây anh em mình cà phê. Đấy, còn bác còn chưa uy bác cứ gặp em yên tâm. Đấy, đây rồi. Em đang cân đây rồi. Mày ơi quá đẹp, mày ơi này vào nó quá hợp luôn. Nhưng cái đũa này xấu này. Đũa này không phải là xấu đâu, nhưng đũa này cũng là đẹp. Nhưng em muốn vào đúng cái đũa của nó thì nó mới chuẩn. À. Mày ơi này là vào vừa xinh đấy. Đấy. Mày ơi này của nó ra ngoài thị trường phải triệu hơn triệu. Ok nhá, bác nhá. Tất cả em có đồng mạng nhá, đã bán và bác đã chuyển đủ tiền. Đấy là công khai hết anh em nhá. Mua bán với Trung Kiên mua bán công khai hết. Hôm qua mua lúc 9 giờ tối, bây giờ là 4 giờ chiều là chốt thành công cho bác Hải Phú Đô, bác chuyên làm dầu nhớt. Dầu nhớt của bác là gọi là bao máy êm đấy anh em ạ. Đấy, Trung Kiên chào tất cả anh em.